Đấy. Phải tính cái bài đấy là cố gắng chăm sóc vật nuôi cho tốt. Bây giờ bò lại dễ. Thấy các cháu khổ thế mà không không kêu gọi, không tốt hay là không có mặc cảm gì với nhà mỉ hay các cháu sinh ra hay chăng mà chẳng thấy không nói năng gì. Nắng chói chang luôn các bác ạ. Ở nhà của ông cháu Tuấn Anh cũng như A Mỉ, cái khu này mà cái thời điểm nắng như này trong năm ít lắm. Chào ông nhá. Ông khỏe không? Vẫn bình thường à? Vào nhà ông nhé. Đấy, áo đẹp thế. Cái này là của Mỉ đâu. À. Mỉ à? Vâng, Mỉ trọ ông đó. Vào nhau đó. Thì tạm qua đây lại vào thăm ông chứ một tí. Tuấn Anh nghỉ hè chưa? Xem tình hình các cháu tí. Ô, vẫn chưa nghỉ hè? Vâng, chưa. Còn một tuần nữa. Còn một tuần nữa à? Thế hôm nay vẫn đang đi học rồi? Hôm nay ở nhà thôi gì? Thế hai tuần sau ấy là đã học tiếp. À. Vâng, chắc rồi. Đi qua đây vào thăm ông tí. Vâng. Mến chào quý cô anh chị và tất cả mọi người ạ. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Anh em lên thăm công trình nhà Châu. Thì hôm nay đội thợ nghỉ hết. Mỉ đang làm gì? Mỉ đang ở nhà. Ở nhà thế này. Vâng. Thấy alo cho em Khâm mà hôm nay anh em nghỉ bận không biết việc gì. Tuy nhiên Khâm phải lên xe mà vì là hôm qua mấy cái phần công việc nữa là còn chưa trao đổi kỹ với anh em. Nên hôm nay anh em nghỉ lên thăm ông chú tí cũng như là lên thăm các cháu. Cháu còn tưởng là họ nghỉ hè rồi chứ. Thực ra em bé nghỉ hè rồi. À, thế hết tuần này thôi đúng không? Hết tuần này. Cũng nhiều quý khán giả lâu lâu vẫn hỏi thăm tình hình các cháu Tuấn Anh này, Xính Giang này. Đấy, ba bé này là đặc biệt. Còn con A Mỉ nữa, ba bé nữa. Thì hôm nay anh em mình lên tưởng các bé ở nhà thì lên thăm tình hình xem có được học sinh danh hiệu gì không. Thì là các cháu học tốt thì mình sẽ có cái quà nhỏ ý nghĩa tinh thần để khích lệ các cháu học. Đấy. Uống nước đi. Ba cháu nhé. Các cháu thì hỏi ở về nhà thì ông nó bảo là có học được không? Các bà chả biết nó lên lớp thì chả biết nó học được không? Thi thoảng phải hỏi thăm tình hình đấy. Sao ông chứ lại bịt hết ô thoáng vào thế này? Đấy, mọi người ơi, ông bịt hết sạch ô thoáng rồi. Khâm cái ngôi nhà đầu tiên Khâm triển khai làm thì tự kênh tự triển khai làm thì ngôi nhà lũ em thì các bác thấy không, anh em mình không có để ô thoáng. Lý do là cũng chỉ vậy thôi, trên vùng cao mình thì nhiều muỗi bướm nhiều lắm các bác ạ. Buổi tối mà xà sơn xong là sạch sẽ lại thì mình chỉ cần bật điện thôi là nhà sáng rồi, nó thu hút tất cả các con côn trùng. Nó không như phải ở dưới xuôi hay dưới thành phố thì chỗ nào cũng điện sáng thì là các cái con muỗi, con ruồi, con bướm nó chỉ tập trung gọi là không có vào một chỗ. Thì ở đây mình rừng núi mà nhà ông lại sơn nữa, chỉ cần bật điện cái lên là nhà sáng trưng thì nó thu hút về. Mà về thì nếu mà cửa mình đóng nó không vào được, nhưng mà cái ô thoáng như thì nó chui vào. Đấy là một trong những lý do mà nhà Phứ hay là nhà lũ em này trước tầm này năm ngoái không làm thì không có để ô thoáng. Những ngôi nhà mà không để ô thoáng thì phải nói thật rằng là cũng rất là nhiều quý khán giả là đóng góp cho là kênh sao không để ô thoáng, kênh không biết làm nhà, kênh để như thế là không đẹp. Thế thì cuối cùng là những cái đóng góp của mọi người nhiều quá thì suy đi tính lại thôi, những nhà sau mình cứ làm ô thoáng mà đầu tiên là cũng thấy nó thoáng nhà thoáng cửa hơn. Nhưng đổi lại thì ví dụ như ngày hôm nay ông chứ này ông tự bịt vào thì nó lại là cái bất cập cho gia đình. Thì thứ thật là các bác là điều nó đều có ý nghĩa, ô thoáng để hay không nó cũng có cái ý nghĩa riêng hết. Cháu lên nhà Mỉ đã nhá. Thôi chúc ông sức khỏe nhá. Hôm nào Tuấn Anh về thì bảo là chú Khâm đến thăm.
Dạ. Đấy, bố một nhà, con một nhà. Bây giờ thì là ông Chứ còn lại một người con trai là anh Mỹ thôi. Đấy, bây giờ thì ông với Tuấn Anh ở nhà. Tuy nhiên thì thưa cô anh chị là mọi cái sinh hoạt ăn uống thì gần như thì là lúc nào A Mỹ cũng, vợ chồng anh Mỹ vẫn là cái người mà cố gắng kiếm về, làm lụng về thì lại để phần nha ông. Đấy, ông có bếp rồi, ông có nhà rồi thì ông có thể tự cắm cơm, tự nấu thức ăn. Nhưng những cái phần thức ăn này, gạo này thì A Mỹ vẻ là người chu cấp. Đấy. Hơn được cái là có cái nhà ở kiên cố cho hai ông cháu thôi. Đấy, đội này thì thế ở nhà rồi đây. Ấy, sao ông lại bảo đi học cháu lại ở đây? Thế là hai ông cháu không biết là ông nào đi học, ông nào nghỉ à? Xin chào nhá. Anh Mỹ làm cái ban công ở đây hóng gió để khởi này. Nào, quay ra đây nè, xếp hàng ở đây chào các ông, các bà nè. Đây đây, bé này nữa. Xem giống bố tí không. Đấy. Khoanh tay vào, cháu chào các ông, các bà. Cháu chúc các ông, các bà mạnh khỏe. Cháu chúc các ông, các bà mạnh khỏe. Tuấn Anh, con có được năm nay được giấy khen gì không? Con nhưng mà biết kết quả là được giấy khen hay được cái gì không? Con chưa biết rồi. Chưa tổng kết đúng không? Đúng. À, thế bây giờ là hôm nào lại đi lên trường tổng kết? Thứ hai. À, bây giờ là nghỉ học rồi đúng không? Bây giờ là nghỉ học rồi. Đúng. Chỉ là đợi tổng kết thôi. Đấy. Bé này tên là gì nhỉ? Tuyến. Hả? Tuyến. Cái gì? Tuyến. Tuyến. Đây. Dũng. Dũng à? Dũng à? Phải Dũng không? Đây. Đăng. Đăng à? Mày gọi là trẻ tuổi hơn, tên con cũng hay hơn. Dũng, Tuyến, Đăng. Vừa mới Đăng à? Không, Ly Hải Đăng. Ây da, Ly Hải Đăng. Còn đây? Ly Mỹ Tuyến. Ly Mỹ Tuyến. Đây. Ly Mỹ Dũng. Ly Mỹ Dũng. À, Ly Mỹ Dũng và Ly Mỹ Tuyến thì chắc là đẻ trước đó thì vẫn Mỹ. Đấy. Ví dụ như như Khâm thì Nguyễn Văn ấy, thì là từ ngày xưa cha mẹ đẻ ra Nguyễn Văn thôi. Nhưng mà bây giờ đến đời Khâm, Khâm đặt tên con Khâm không Nguyễn Văn nữa. Đấy, Khâm là Nguyễn khác. Người nghe nó hay hơn chẳng hạn mọi người. Nhưng mà A Mỹ hai con đầu vẫn Ly Mỹ thì nói như ngày xưa Khâm Nguyễn Văn. Nhưng mà cái tên con là hay hơn rất là nhiều rồi. Nó là những cái gì đổi mới rồi. Ra đường thì các bé có cái tên gọi xong là dễ nghe, dễ gọi, dễ nhớ hơn. Dũng, Tuyến, Đăng, Ly Hải Đăng. Ly Hải Đăng để sau nhất. Mọi cái tiếp cận là được mới hơn thì cái tên đệm hay hơn. Cố gắng học tập nhé. Mấy bé này năm nay được giấy khen hết chưa? Chưa. Không biết có được không? Không. Không được á? À? Không được thì phải khiển trách bố Mỹ. Không quan tâm đến các con học hành kỹ. Thực ra là cái giấy khen ấy thì đối với nhiều bác thì mà không quan trọng. Các bé đi học biết được cái gì, giao tiếp, ứng xử được cái gì, học được cái gì trên trường lớp. Thay vì là hỏi các bé được giấy khen hay không. Rồi, ngồi hóng gió tiếp đi. À, Mỹ làm được cái hiên này cũng hay đấy nhỉ. Cái gì đây? Cả nhà hình như sang bên này hết rồi. Ê Mỹ ơi. Ờ, xin chào Giang. Ui, từ từ quen nha, từ từ quen nha. Chào em, khởi đã. Đi mưa đá, chụp thủ lên. Ý xìa.
Hai chú cháu làm thôi. Chào Giang nhá. Nghỉ hè chưa? Sắp nghỉ rồi. Sắp nghỉ rồi gì? Năm nay được học sinh gì? Chưa biết ạ. À, chưa biết á? Thi xong mới biết điểm rồi chứ. Chưa có điểm hay như nào? Chưa biết điểm à? À. Bây giờ ấy, chỉ cần thi xong biết điểm là mình tự tính ra điểm phẩy của mình được. À. Ui, cấp 2 là phải biết tính rồi đấy. Cấp 2 là mấy cái phép cộng trừ nhân chia là trung bình cộng thì cái đấy là học hết rồi mà. Lớp mấy nhỉ? Giang lớp mấy nhỉ? Cháu lớp 7. Hỏi xem là được chức danh gì, à được à, không phải chức danh mà là được danh hiệu học sinh gì. Đấy, biết đâu là chú Khâm lại có cái thưởng khích lệ cho. Xính là vẫn đang trên trường à, anh Mỉ? Đi học trên nghỉ. Nhưng mà sao tự nhiên lại về sửa cái nhà này của các cháu làm gì? Bởi vì không sửa thì nước mưa cứ dồn vào. Nó hỏng nhà gì? Vâng. Hỏng cột các thứ bên trong gì? Lần trước là trận mưa đầu, à, lần máy hôm trước mưa to ha. Anh vào trong nhà này xem nó ngập nước lên. Còn nước nhà không à? Nước mưa chảy từ máy lỗ này xuống dưới kia ha. Thùng cũng nhiều đấy nhỉ. Vâng. Sửa cái gì? Đây thì dùng máy miếng pro cũ này đắp vào. Đắp lại. Nhưng bây giờ có ai ở trong không? Buổi tối, ban ngày sinh hoạt, có ai sinh hoạt ở trong không? Không. Không ở dưới chứ? Vâng. Tính ra cũng không đã ở mình. Bây giờ thì Xính Giang làm sao mà ra đây ở nữa? Trừ khi là... Sau này lớn thì có thể là khác, nhưng bây giờ các cháu nhỏ thì từ cái lúc mẹ bỏ đi ấy, thì là ở với lại chú Mỉ rồi, coi như là bố con rồi. Nhà của anh Mỉ là làm không tự nhiên là cô Thanh cũng đồng hành với Khâm bảo làm rộng rãi và phòng ốc sinh hoạt cho anh Mỉ nhiều. Đấy, không tự nhiên nhà anh Mỉ có 4 phòng đâu, nhiều nhất tất cả cho cái ngôi nhà mà Khâm làm là số phòng ngủ nhiều nhất là anh Mỉ 4 phòng. Thì trong cái quá trình làm cũng tính toán đến là sau này Xính Giang là sẽ có một phòng để mà sinh hoạt hai anh em ở bên nhà của Mỉ. Ngày hôm nay lên đây thì không chỉ riêng đơn giản là lên thăm ông chứ và thăm các cháu đâu. Cô bác anh chị ạ, lên đây thì Khâm sẽ trả lời một vài những cái đóng góp của quý khán giả trên kênh trong thời gian vừa qua mà liên quan đến hai cháu Xính Giang. Đấy. Hôm nay cháu Xính thì vẫn đang trên trường, cháu Giang thì có mặt ở đây. Đầu tiên thì chào các ông các bà tí nhỉ. Nào, quay ra chỗ của chú Khởi đây này. Đấy, bên này. Xin chào các chú, các bạn, các ông, các bà. Chúc các ông các bà mạnh khỏe. Chúc các ông các bà mạnh khỏe. Lớn năm nay lớn hơn bao nhiêu nhỉ? Vâng. Đây được bao nhiêu kg rồi? 48. 48 cân. Sắp nặng bằng chú Khởi rồi. 10 cân nữa. Liên quan đến hai cháu thì trong thời gian khi mà Khâm còn làm rất là nhiều việc của những ngôi nhà khác ấy, thì có những bình luận của cái khán giả là cháu Khâm đến kêu gọi giúp các cháu Xính Giang đi, bởi vì là các cháu thì cũng thiệt thòi, các cháu thì bố mất, mẹ thì cũng vô tâm bỏ đi lấy chồng khác, thì coi như là cũng giống như kiểu là ba cháu nhỏ của trên kênh Khâm ấy, và một vài những cái hoàn cảnh khác. Thực ra là những hoàn cảnh như này là rất là nhiều. Ngày trước Khâm chưa đi làm thiện nguyện thì Khâm nghĩ rằng là nó ít thôi, và các cái kênh đi làm thiện nguyện họ chia sẻ lên thì mình nghĩ bảo sao là có những trường hợp mà mẹ vô tâm chứ, bố mất một vài năm sau thì đi tìm hạnh phúc khác, bỏ lại con. Có trường hợp là bố mất được 2-3 ngày là đi, có trường hợp là bố còn đó thì mẹ đã đi rồi đấy.
Thì lúc mình đi làm mình mới thấy rất là nhiều. Đầu tiên thì phải nói đến là cái trường hợp của người trước là lớn lớn một tí thì như lũ em chẳng hạn. Bố mất được 3 ngày thì mẹ đi. Và về sau là gặp rất là nhiều. Và không rất là tiếc khi mà những hoàn cảnh mình gặp được như thế thì không thể giúp được hết tất cả các cháu. Thừa nhận là như vậy luôn. Thì Xính Giang cũng vậy thôi. Cái đợt mà anh em mình chia sẻ riêng đến Xính Giang ở cái ngôi nhà này ấy, đã từng chia sẻ, đã từng có những cái kêu gọi nhỏ nhỏ nhất định. Tuy nhiên là chưa có sự kết nối cũng như là chưa có cái duyên đến với các bác nhà tâm. Và hai nữa thì Xính Giang còn có một cái vòng tay ấm từ phía chú thím, đó là A Mỉ đây. Đấy. Chính vì cái việc rằng là luôn hết mực vì con cháu, không riêng gì là con anh Mỉ mà là con của các anh trai đã khuất đấy. Ba đứa cháu nữa. Đấy thì là anh cũng bao bọc và anh chăm nuôi nấng hết. Vì vậy mà được cô Thanh Mến mà cho cái nhà ở hiện tại. Đấy thì là những cái mà ban đầu. Còn về cái về Xính Giang thì hôm nay không lên đây không cũng thông tin với các bác rằng là anh em mình không biết kêu gọi như thế nào khác cả. Vì là khi mà làm cho anh Mỉ ấy thì là cái lúc đó là cũng đã tính toán đến sự giúp đỡ cho Xính Giang phần nào. Nhà là cũng đã được cô Thanh giúp to hơn, rộng hơn và có phòng ngủ sinh hoạt cho hai cháu. Đến thời điểm hiện tại thì cũng trả lời thắc mắc cho khán giả là tại sao không kêu gọi mà không đã từng có cái video kêu gọi mọi người nhé. Mọi người quay trở lại xem những video trước đó của Khâm về Xính Giang là có của các cháu. Cũng lâu lâu rồi, hơn một năm rồi. Nhưng mà lúc đấy thì gần như là cũng không có một cái sự lan tỏa nhất định, không có những khoản trợ riêng. Ra là lúc đấy nhận được vài cái món quà cũng như là những cái sự hỗ trợ của phía chị Mai ở Hà Nội. Đấy, thì anh em mình cũng đã trao đến duyên của các bé. Nhưng về góc độ là cái ngôi nhà thì khó lắm mọi người ạ. Nó không phải là 1, 2 triệu, 5, 10 triệu là làm được ngôi nhà. Mà nó là cần một cái số tiền lớn. Mà nhà các cháu ở đây thì bây giờ ông đây, bố để lại cái nhà. Nói thật là sau này nếu mà có điều kiện thì các cháu thì sửa lại thôi. Các cháu thì làm sửa lại mái đi, có thể thay lại tôn đi, rồi là láng nền hoặc hay là chát chít gì đó các cháu có thể làm. Chứ còn anh em mình cũng trả lời các bác luôn là chắc là sẽ không có kêu gọi nữa. Đấy. Ngoài việc rằng là mọi người đóng góp là ý kiến cho làn đi kêu gọi thì cũng có đâu đó là cũng có các bác khác và trả lời là A Mỉ thì được quá nhiều rồi. Đấy, bố của anh Mỉ với Tuấn Anh có một cái nhà rồi, anh Mỉ có một cái nhà rồi. Rồi là vừa rồi là cũng được bò bác Hùng rồi. Rồi là những cái gì mà công việc không đang tạo điều kiện cho anh đi làm, mặc dù anh không phải là thợ cứng. Thì quý khán giả mà A Mỉ là quá được quá nhiều rồi, còn những người khác người ta khổ hơn. Thì anh Mỉ bây giờ như thế là cũng phải biết chăm các cháu. Đấy, chịu khó mà nuôi nấng các cháu con lớn. Rồi mấy nữa là Tuấn Anh ăn mấy lại Xính Giang thì cũng học hết cấp 3 thì có sức lao động rồi thì phải tự đi lao động và tự là chăm lo cho chính bản thân mình thôi, đúng không? Thì bản thân hôm nay không lên thì là chia sẻ với các cô bác là anh em mình sẽ không có kêu gọi để mà giúp đỡ cho Xính Giang nữa. Đấy, vẫn biết là A Mỉ bây giờ chăm bẵm là 4 năm đứa con, 6 đứa cả Tuấn Anh. Nhưng mà sự giúp đỡ phần nào từ năm ngoái đến năm nay, từ 2022 đến giờ ấy, ông Chứ, Tuấn Anh, A Mỉ, hai cái ngôi nhà to, đẹp, kiên cố, vừa rồi mưa bão bao nhiêu không việc gì thì đã hơn rất là nhiều mặt bằng chung của xóm này rồi. Đấy, A Mỉ cũng là một đảng viên ở cái xóm này, được hơn người khác về trình độ học vấn cũng như giao tiếp xã hội. Thì không tin rằng là bằng cái sự cố gắng của cả gia đình anh cũng như là các cháu cố gắng học tập nhé. Thì sau này sẽ vươn lên cuộc sống thôi. Còn về Xính Giang thì sau này là lớn lập gia đình, A Mỉ phải có trách nhiệm là tu sửa lại cái nhà cho các cháu. Đấy, đúng không? Anh Mỉ thì không gọi là không dám xin thêm anh em cái gì đâu. Nhưng mà có quý khán giả đóng góp cho Khâm thì hôm nay Khâm lên cũng nhân tiện Khâm làm video trả lời cho tất cả mọi người. Không thì cũng có bác lại nói rằng là thấy các cháu khổ thế mà không kêu gọi, không tốt hay là không có mặt cảm gì với nhà Mỉ hay các cháu sinh ra hay chăng mà chẳng thấy không nói năng gì. Vì những cái bình luận của mọi người trên kênh ấy khó mà để mà không trả lời được hết lắm. Đấy,
Thì thường thường là có những bình luận nào mà quá cần thiết, hoặc là lúc đấy không có thời gian thì không thể trả lời được một vài các bác thôi. Mà làm như thế thì không nghĩ rằng là nếu như bác này trả lời, bác kia không muốn trả lời thì tự nhiên thì các bác lại nghĩ rằng là không quý, chỉ quý bác này không quý bác nọ. Thì Lâm rất mong mọi người thông cảm cho tôi. Thì thỉnh thoảng lên video thì không sẽ trả lời một vài thắc mắc ở đây cho tất cả các bác cùng biết. Không cũng cảm ơn cái tình cảm của mọi người dành cho kênh. Xong chưa? Xong nhưng mà nhiều đã đi mưa, băng dính để dán. Cái băng dính cái gì nhỉ? Băng dính chống thấm à? Với mọi người là cả cái xã này em thấy là nhà nào cũng dán cái đấy hết. Không cháy mấy cái lỗ to quá. Đắp cái này vào thì nó... Đắp hết rồi. Bây giờ thì chỗ nào to thì anh dán thôi. Cái này có tay vào trong. Đặc biệt là mấy cái rãnh ấy thì phải dán vào, không là nước bao nhiêu nước mưa là nó sẽ vào nhà hết. Vào nhà hết. Đó. Ướt hết cả nhà luôn. Thế. Hôm nay là thợ đi đâu mà sao lại rủ nhau nghỉ một ngày thế này? Em không thấy ai luôn. Say đi họp với lại dình bảo vệ. Hôm nay một người ở đây cũng mà dình cũng không giúp phụ dình đi giúp vợ vô ngô thôi. Dình đi giúp vợ vô ngô. Vâng. Xong chú Xính thì thế anh Mì thì bảo anh Mì nghỉ một hôm để anh Mì nắng, anh Mì tranh thủ sửa cái này. Thì là hôm nay lại chơi máy thì lại nghỉ hết. Chơi thì bảo là đi đâu? Đi thăm họ để hay sao? À. Họ để cũng phải đi thăm á, thăm ở nhà hay ở đâu? Chắc thăm ở nhà thôi. Đi thăm họ để thì đi một tí thôi chứ. Không, thực ra thì em không biết là truyền thống của mọi người thế nào về những cái thăm viếng nhau như thế. Mà mỗi lần đi là phải đi cả buổi cả ngày trời. Đi còn... Mất thời gian. Đi nấu cơm nữa. Đấy, với lại nấu cơm ăn uống nữa không? Vâng. Vừa là vất gia đình, vừa là mình mất thời gian. Trước kia anh đi thăm họ nhưng mà họ... Mình làm cơm nhưng mà không cho họ làm đi thì... mình đi thăm hơn. Bây giờ như kiểu đi thăm người ốm hay thăm trẻ nhé. Thì bây giờ là đi thăm trẻ thì mới đẻ đúng không? Đúng. Mẹ nó cũng mệt, con nó cũng bé. Thì mình đến lại đông người xong lại ở lâu xong lại nói chuyện ồn ào xong ăn cơm uống rượu nữa mất thời gian ra. Ông bố thì lại phải tiếp khách. Úi từ từ từ. Còn mẹ với con trong phòng thì ồn ào không ngủ được. Chính ra như thế là đi làm phiền gia đình. Đến thì đến khoảng 15-20 phút uống nước rồi là chúc bé mau ăn mau lớn, quà gì cho bé thôi về. Vừa mới kể xong rồi mình đi uống rượu, toàn một rượu thì... Thế? Không... Trên này là có làm đầy tháng không? Dạ. Trên này là có làm đầy tháng không? Đầy tháng thì chỉ... Không làm đâu nữa. Không làm đâu. Ờ. Thì cho 3 ngày thì nhờ mù cụ về đặt tên cho cháu. Cụ về đặt tên cho á? Vâng. Tên gọi là tên ở nhà thôi chứ. Vâng. Nãy mới nói là tên của các con anh cũng rất là hay. Ngày xưa có phải các cụ đặt cho không? Anh tự nghĩ đó. À, nếu mà để các cụ đặt thì chắc cũng là Ly Mí Sùng, Ly Mí Báo gì thôi nhỉ? Đấy, các cụ đặt thì thế. À. Mình tự nghĩ ra đặt cho các con. Phải như thế, phải đặt cho các con cái tên hay vào. Không đổi họ là được. Bên trong nhà bây giờ để những cái gì? Thì mỗi mấy cái giường trống không. Ừ. Với lại đồ đạc từ trước nhà cũ của anh chuyển vào đây. Mấy cái giường hỏng đúng không? Vâng.
Đợt A Mì là cũng được cô Thanh là chu toàn từ A đến Z. Giường ngủ, rồi là tủ. Gần như những cái đồ cũ của nhà anh thì chả sử dụng lại cái gì. Không sử dụng được rồi. Hỏng hết rồi còn đâu. Vâng. Cái cắt như làm cái ban công gỗ kia ra để làm gì? Ngồi uống nước hóng gió à? Làm thế để đến mùa thu ngô thì mình cho ra đây phơi á. Thì... Nhưng mà bé này làm sao mà phơi được nhiều? Thì phơi dần dần một ít, kể cả cái sân, cái nền của Tuấn Anh kia mình cũng tận dụng cái đấy để phơi nữa. Sau này anh đổ được hiên đấy, đổ đi. Kiếm tiền đi, cứ kiếm tiền đi, sau này đổ hiên nha, trong bên dưới thì làm chuồng. Các cháu đông nữa thì cũng đủ để cho các đi kiếm tiền đủ các cháu. Nuôi nấng ăn học thôi đúng không? Ăn học các thứ đấy. Sinh hoạt gia đình. Ô, nói thật với anh Mỹ là nếu mà anh Mỹ mà không được giúp, mà không được các nhà học tâm mà bọn em biết đến thì bây giờ cái nhà của anh chắc là nó cũng vỡ nhiều lắm này. Xong là cái nhà nghiêng lắm rồi. Lo cho các con ăn cơm, ăn đi học nữa thì đúng là về lo nhìn cái nhà nữa thì sao mà ở được. Lần trước mà hai em chưa về giúp anh ấy xong là trận, một trận mưa mà gió thổ bay hết cả bên máy ở đằng sau nhà này. Vừa mới sửa xong là cũng gần hỏng hết nữa. Giả sử như kiểu năm nay vẫn ở cái nhà cũ như vậy thì chắc là cái nhà cũ thì không... chắc là không khác gì Sình. Đúng Dình rồi. Mà Dình còn nhà mới nhờ. Dình có đấy, Dình thì cả hai vợ chồng cũng tập trung đi kiếm tiền thì cũng là được cái nhà mới. Mình thì đi xa cũng không đi được thì ở nhà để chăn các cháu. Bò thế nào rồi? Để em đi xem bò đi nào. Yeah. Cắt cỏ cho chưa? Cắt rồi. Này. Thăm lại đôi bò à. Bác Hùng, mỗi lần lên đây thì xem nhà xem cửa này. Mưa gió là có việc gì không? Hiện tại thì A Mỹ còn có thêm đôi bò bác Hùng cho nữa. Cũng chắc phải từ lúc mua về tháng trời rồi. Anh em chưa quay trở lại ngó ngàng cái đôi bò. Chú Mì ở đây nếp tải thế này thì bất cập lắm. Thế này thì bò không lớn được á. Đây nước, nước thải thế này thì anh phải xử lý lại đấy. Vâng. Ướt, bẩn. Để mua cái ống về lắp lại. Chuồng không sạch à? Sao con bò bê bê bé dính phân nhiều thế? Cho nước nhiều không là con bê bé này cũng thích quâm bên này ấy. Ờ. Vâng. Hay hút bên. Chuồng anh chật quá nhỉ? Vâng. Chuồng này chật thế này thì không bao giờ sạch được. Thấy không, con này động dục lại chưa? Đây cũng không có cái dấu hiệu gì được nữa đâu. Có dấu hiệu đấy, anh phải để ý. Vâng. Đây cái nhỉ? Con cái. Ừ. Con này chắc cũng sắp tìm ở đây này. Vâng. Ăn tốt không? Bò vừa từ ăn lúc về ăn khỏe không? Ăn khỏe lắm. Con mẹ lông rất là đẹp. Con thì nó chưa biết, nó vẫn còn nằm. Căn bản là cái chuồng hẹp quá. Chuồng hẹp. Nó, em thấy hơi chỗ này hơi ẩm ướt nữa đấy. Hay là anh đằng sau kia có đốt được ấy không? Chắc kiếm mấy bao chấu về đốt lên. Mùa này thì là ruồi muỗi các thứ, đặc biệt là muỗi nhiều quá. Để nó là nó đốt bò nhiều lắm đấy. Đúng rồi. Mình nếu mà đốt được đi gom được mấy bao chấu, chấu thì họ bán rất rẻ thôi mà. Gom được mấy bao chấu về xong là nung lên với lại phân. Vâng.
Ừ. Bởi vì chỗ này em thấy ẩm ướt quá. Thế này anh phải xem lại cái chỗ mình chăn nuôi đấy. Không là bò nó không lớn được đâu. Vâng. Thế đang nói là sau này mà anh có điều kiện đây này, anh đổ hai lượt sàn đấy nhỉ. Đây một lượt, trên kia một lượt. Vừa lượt trên kia vừa làm mái, vừa làm sân, làm hiên, phơi ngô. Chuối này thì vừa làm được khoảng 4 gian chuồng trại. Đổ dài ra một tí. Bây giờ chuồng mình hẹp quá. Tính ra phải hơn 100 triệu mà ra phải đi kiếm tiền một năm. Cũng một năm á? Một năm kiếm được 100 triệu á? Không được đâu. Một năm kiếm được 100 triệu thì anh là thuộc dạng hộ giàu rồi. Không được. Ở trên này mình làm gần đây thì một ngày công chỉ 200.000 thôi. Chịu khó thôi. Hoặc là sau này vật nuôi nó lớn, nó sinh đàn các thứ thì mình sẽ bán và mình sẽ tiết kiệm dần. Bây giờ thì nói là 100 triệu nó to, nhưng mà nếu mà anh có khoảng 5 con bò là anh có 100 triệu rồi. Đấy. Người tính cái bài đấy là cố gắng chăm sóc vật nuôi cho tốt. Bây giờ bò lại rẻ. Ừ. Bò sau dự án lại rẻ tiền à? Vâng. Gà lợn giờ này còn nuôi được không? Không có lợn. À. Chịu khó sau này làm được một cái gian chuồng trại các thứ ở đây ngon nghẻ nữa thì là lúc đấy chỉ tập trung là nuôi vật nuôi với lại gà với lợn, thì em nghĩ rằng là cuộc sống của mình trên xóm này cũng đỡ vất vả hơn bao nhiêu rồi. Nhà không phải lo rồi, đúng không? Đúng. Hôm nay là cháu Khâm lên và cũng thăm qua một cái hoàn cảnh anh em mình từng giúp đỡ và cũng là một cái gọi là điểm sáng của trên kênh là A Mỹ. Sau khi được giúp đỡ thì cũng luôn luôn có tinh thần cầu tiến là đi theo cháu Khâm để làm các cái công trình cùng cháu Khâm. Đấy. Mọi người thấy cuộc sống của anh ấy nói chung là có ổn không sau khi được giúp đỡ. Đấy, bò có rồi, nhà cửa thì cũng sạch sẽ tương đối, con cái thì cũng ngoan, chịu khó cho chúng nó đi học nhá. Vâng. Trong hai nữa là hôm nay Khâm cũng trả lời cho các cô các bác là có lẽ là anh em mình cũng sẽ không biết kêu gọi thế nào cho anh em Xính Giang cả. Anh em mỗi ngày một lớn rồi, bây giờ là được sự bao bọc của chú Mì thì chú Mì vẫn phải có trách nhiệm với các con sau khi đến các bé đến 18 tuổi. Vâng. Đấy. Rồi sau này tương lai các cháu lập gia đình rồi là các cháu là những chàng trai cao lớn khỏe mạnh thì cũng phải tiếp tục như anh em mình lại phải lăn lưng ra ngoài xã hội để mà vươn lên trong cuộc sống. Đấy. Không là phải là lúc nào cũng quan điểm rằng là mình mồ côi, mình không cha không mẹ thì xin cứ được các nhà hảo tâm suốt đâu, không có cái đúng chuyện rồi. Đó. Thế thì Khâm cũng sơ bộ là những cái nội dung như vậy thôi. Một lần nữa cảm ơn quý khán giả đã luôn luôn là quan tâm và dành thời gian theo dõi ạ. Mến chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.